Nếu tôi không làm những gì mà tôi đến đây để làm, thì tôi đến đây có ích gì chứ? Nữ thần, bà cứ xuất hiện như bà muốn đi. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ làm những gì tôi muốn. Viết qua Vizha, ngươi thậm chí không nhớ những gì mà ngươi đã làm, nhưng mà ngươi sẽ không bao giờ quên những gì mà ta làm hôm nay đâu. Nữ thần, hãy đến với tôi nếu như bà muốn. Hãy xuất hiện ngay lập tức đi nào. Nữ thần, tôi đã làm gì vậy hả? Nữ thần, bà khiến cho tôi làm gì vậy? Tôi đã giết một đứa trẻ. Tôi đã giết một đứa trẻ. Tôi sẽ đổ lỗi cho ai vì điều này chứ? Tôi sẽ đổ lỗi cho Mansari. Đúng rồi. Tôi sẽ đổ lỗi cho Mansari vì điều này. Không ai có thể biết tại sao cô ta đã làm điều này. Mansari không có bị điên. Và bây giờ tôi sẽ gài bẫy cô ta. Bà có thể đến đây nếu như bà muốn. Nữ thần Durga, tôi đã làm những gì mà tôi phải làm rồi. Tôi đã làm những gì mà tôi phải làm rồi. Bà đã thua rồi, nữ thần Durga. Tôi đã cho bà uống máu của Gauri. Tôi đã cho bà uống máu của Gauri. Không phải là bà cũng đã uống máu của Chan và Moon hay sao chứ? Bây giờ tôi sẽ khiến cho bà phải uống máu của Gauri ha. Bà sẽ phải uống, phải không nào? Bà sẽ phải uống máu của Gauri ngay bây giờ. Đúng vậy, hãy đến đây đi. Đến đây uống máu của Gauri đi. Được không nào? Đây đây, nhanh lên đi. Đây đây, có sẵn ở đây rồi. Hãy lại đây nào. Đến đây nào. Đến đây. Đến đây đi nào. Hả? Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Ôi. Tôi chưa làm gì cả. Xin hãy tha thứ cho tôi. Không không, tôi đã không làm gì cả. Bà đã khiến cho tôi phải làm tất cả những điều này. Xin hãy tha thứ cho tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Không. Không. Ôi không.
con đang làm gì ở đây vậy hả? Tại sao con lại đến đây hả? Mẹ Maxi à, con đã ở trong phòng khác cùng với Gauri, nhưng mà con không thể ở đó, vì vậy con đã đến đây để trốn. Bên cạnh đó làm sao con có thể để mẹ gặp nguy hiểm được chứ? Đúng vậy con yêu à. Nhưng mà mẹ đã đặt một máy ảnh hồng ngoại rồi mà con. Mọi thứ sẽ được quay lại. Khi mọi người trở về từ ngôi đền, họ sẽ biết tất cả sự thật. Trong khi đó, chúng ta sẽ trói bẫy ở đây. Mẹ Mansi à, chúng ta sẽ nói sự thật với mọi người và họ sẽ tin chúng ta mà. Đúng vậy, họ sẽ biết sự thật. Mẹ có ý này. Hãy để bẫy ở đây đi. Chúng ta sẽ nhốt bẫy ở bên ngoài. Đi nào Kali, nhanh lên nào, nhanh lên. Chờ đã. Ai đó vậy? Hả? Ôi không. Tại sao thím lại không đến đây hả ba? Đây là lớp học cá nhân của Gauri. Phụ nữ không được phép ở đây. Thím của con sẽ đọc những lời cầu nguyện của cô ấy bên ngoài căn phòng này. Thần linh phù hộ, xin chào thương ngài. Cầu cho mọi người được sống lâu. Cầu mọi người luôn hạnh phúc. Ông có một vấn đề nan giải và rất nhiều câu hỏi trong tâm trí của ông đúng không? Ông biết những gì mà ông muốn nói, nhưng mà ông không biết phải làm sao để nói lên những suy nghĩ của ông thành lời nói. Ông đang lo lắng về con gái của ông, phải không nào? Đúng vậy thưa ông. Những ngày này tôi chỉ lo lắng về con gái Gauri của tôi mọi lúc. Con bé được sinh ra sau rất nhiều lời cầu nguyện. Con bé là sự tái sinh của nữ thần Sita. Nhưng mà kể từ khi con bé được sinh ra thì cuộc sống của con bé đang bị đe dọa bởi hết điều này đến điều khác. Con bé rất đau đớn và luôn ngập trong nhiều rắc rối. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy con bé như thế này thưa ông. Thưa ông, tôi không muốn con gái của tôi sẽ gặp phải số phận như nữ thần Sita. Nữ thần Sita phải đi lưu vong. Sau đó bà ấy bị bắt cóc và sau đó bà ấy phải đi lưu vong một lần nữa. Thưa ông, tôi không phải là người vô tâm như là vua Sana. Tôi không thể nào chịu đựng được khi nhìn con gái tôi gặp rắc rối. Thưa ông, tôi muốn đảm bảo rằng con gái của tôi luôn hạnh phúc. Nó phải luôn luôn hạnh phúc. Con bé không bao giờ phải bị đau đớn. Tại sao điều này lại xảy ra vậy thưa ông? Lý do tại sao điều này lại xảy ra như vậy chứ? Bất cứ khi nào con gái tôi mỉm cười thì con bé đều phải trả giá cho nó. Vì sau đó con bé luôn gặp một số rắc rối. Chúng ta phải đi nhẹ nhàng thôi, biết chưa nào? Nè, hãy cẩn thận đó. Chờ đã. Ai đó vậy? Tôi hỏi ai đó? Ôi,
Ôi không, ôi, đầu của mình thì đang quay cuồng, mọi thứ nhìn rất mơ hồ. Giờ làm sao đây? Mình không thể nào nhìn thấy một cái gì cả. Dahi, Bundi, Nilu, con trai à? Ramvia, có ai về nhà không vậy? Không có ai ở nhà sao? Ôi, mình đang cảm thấy rất là chóng mặt. Mình không thể nào nhìn thấy bất cứ điều gì. Đầu của mình đang đau như búa bổ. Con yêu à, Kasani rất là xảo quyệt. Đây chỉ là một bánh khóe thôi con à. Chúng ta sẽ biết điều đó sớm thôi. Bà ta đang ở ngay cạnh cầu thang. Ai đó xin vui lòng trả lời tôi. Ôi, ôi, điều gì đang xảy ra với mình vậy? Ai đó hãy trả lời tôi đi. Bà ấy thật sự không thể nhìn thấy, hoặc bà ấy có thể có một cái gì đó trong mắt của mình, hoặc có lẽ bà ấy không thể nhìn thấy vì bà ấy đã mất ý thức. Không vấn đề gì đâu, tình trạng bà ấy có thể có lợi cho chúng ta hơn. Và phần tốt nhất là lúc nãy bà ấy không nhìn thấy mẹ. Giúp tôi với, có ai không? Tôi sắp chết rồi. Có ai xung quanh đây không? Có ai không? Kính lạy nữ thần Durga. Kính lạy nữ thần. Kính lạy nữ thần. Tôi, Kali. Không, 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 không. Nữ thần. Không, nữ thần. Nữ thần. Đó là đó. Vậy là đủ rồi. Xin hãy giúp tôi, thưa nữ thần. Làm ơn giúp tôi. Tôi từ bỏ. Tôi từ bỏ nữ thần. Xin hãy trả lại cho tôi thị lực của tôi. Thần linh sẽ trừng phạt cái ác vào đúng lúc thôi. Ông đã cố gắng bao nhiêu lần để giữ cho số phận của chúng tách biệt với nhau rồi vậy? Ông cũng đã nghiên cứu các số tử vi mà. Ông chỉ tìm thấy được một điều, rằng Kali đã có được một tương lai thực sự tươi sáng. Nếu như mà ông đã nghiên cứu cẩn thận số tử vi của Gauri, thì ông cũng sẽ biết được là thậm chí vào đúng thời điểm này, sự phá hủy đang bao trùm lên trên đầu cô ấy. Kali à, hãy ở lại đây và cảnh giác. Mẹ sẽ đi và lấy điện thoại di động đã có bản ghi âm. Ngay khi mọi người ở lại, chúng ta sẽ phơi bày Kasani. Hãy cẩn thận đó, mẹ sẽ trở lại sớm thôi. Còn ở đây đó, chờ mẹ. Sẽ không có gì gây hại xảy ra cho em đâu Gauri, chỉ là lá bùa bảo vệ của em mà. Nhiệm vụ của chị là sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ phải sử dụng lá bùa bảo vệ đó trong bao lâu?
để bảo vệ Gauri khỏi tất cả các vấn đề đây chứ. Tôi đã tìm thấy một con bé còn sống để trở thành lá bùa bảo vệ của con gái tôi. Nhưng mà bây giờ tôi đang gặp những rắc rối kỳ lạ. Khi tôi để cho chúng ở bên nhau, chúng lại gặp rắc rối. Và gần đây có một con bò cạp đã chích Gauri. Khi tôi tách chúng ra xa thì có rất nhiều vấn đề hơn. Gauri, con bé luôn suy nghĩ về Kali, và có vẻ như con bé bây giờ luôn phụ thuộc mọi thứ vào Kali, và Kali đã trở thành trung tâm của mọi thứ. Và đôi khi tôi cảm thấy rằng thậm chí số phận muốn tôi phải để cho Kali và Gauri luôn luôn phải ở cùng với nhau và không được tách rời nhau. Nhưng mà điều này có thể tiếp tục trong bao lâu đây chứ? Ông biết điều này không? Bao lâu đây? Ông nên tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi không tìm thấy nó. Tôi không có câu trả lời nào cho câu hỏi này hết. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi sử dụng bùa bảo vệ để bảo vệ một em bé sơ sinh tránh khỏi con mắt xấu xa bà thôi. Nhưng mà con gái tôi bây giờ cũng đã 5 tuổi rưỡi. Con bé còn sẽ phải phụ thuộc vào một lá bùa bảo vệ trong bao lâu đây chứ? Ông là một học giả tuyệt vời về chim tinh học. Ông thậm chí đã phá vỡ lời thề là không đọc số tử vi của gia đình ông. Vậy thì tại sao mà ông lại không tìm thấy giải pháp trong lá số tử vi của chúng chứ? Tôi đã làm điều đó. Tôi đã chuẩn bị lá số tử vi của hai đứa trẻ đó và nghiên cứu chúng. Nhưng mà tôi chỉ có thể tìm thấy một điều, là số phận của chúng được kết nối với nhau. Điều đó có nghĩa là ông đã có câu trả lời cho câu hỏi của ông rồi mà. Là sao chứ? Hãy nghĩ về quá khứ và nói cho tôi biết điều gì đó. Ông đã thách thức số phận bao nhiêu lần rồi? Ông đã cố gắng bao nhiêu lần để khiến cho số phận của chúng bị tách biệt với nhau đây? Và tuy nhiên, định mệnh luôn giữ chúng ở lại với nhau. Và cuối cùng, mọi thứ hóa ra là có lợi cho con gái của ông mà. Ông cũng đã nghiên cứu các lá số tử vi rồi. Ông chỉ biết được một điều, rằng Kali đã có một tương lai thực sự tươi sáng. Nếu như mà ông đã nghiên cứu cẩn thận biểu đồ sinh của Gauri, ông cũng sẽ biết được là thậm chí vào đúng thời điểm này, sự phá hủy hiện ra bao trùm trên đầu của cô bé. Tại sao mình không thể nào bật được? Mình nghĩ rằng mình phải sạc pin, nó hết pin rồi. Mẹ Mangzi à? Mẹ Mangzi, Kali à? Con đang làm gì ở đây vậy? Con nên ở bên cạnh Gauri. Mẹ Mangzi à, con đã sợ hãi khi thấy là mẹ mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà Gauri không đơn độc, Dahi và Bundy đang ở bên cạnh em ấy. Mẹ đã sạc pin điện thoại rồi. Ngay khi nó được khởi động lại, chúng ta có thể phơi bày Kansani trước mặt gia đình rồi. Và sau đó mẹ chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc trở lại thôi. Mẹ sẽ nói với mọi người rằng chính con đã lập công trong việc này. Và sau đó mẹ chắc chắn rằng ba của con sẽ yêu con thêm một lần nữa. Được không nào? Ba có thực sự yêu con hay không hả mẹ? Có mà con yêu. Ông ấy sẽ yêu thương con rất nhiều. Ông ấy sẽ yêu thương con đến nỗi con sẽ bị choáng ngợp. Ông ấy sẽ thể hiện tình yêu của mình với con mà. Sau đó ba sẽ không ghét con nữa, phải không mẹ? Không, ông ấy sẽ không ghét con. Ông ấy sẽ không ghét đâu. Và do tất cả những điều này, tôi căm ghét đứa nhỏ đó.
tất cả điều này. Em đang nói về điều gì vậy hả Vicuavi? Anh à, em đã biến một con bé trở thành một lá bùa bảo vệ. Thì tại sao em lại không nghĩ rằng sử dụng chì kẻ mắt để tránh xa cái ác là điều chấp nhận được? Chì kẻ mắt không phải là một sinh vật. Nhưng mà một đứa trẻ không phải là chì kẻ mắt. Mỗi con người đều có số phận của riêng mình. Và số phận của con bé hiện đang được kết nối với con gái của em đó. Tại sao em lại làm điều này? Và trong hoàn cảnh nào? Anh sẽ không hiểu điều đó được đâu, Ramhia. Đó là bởi vì anh đã rời đi để đạt được sự cứu rỗi. Và một điều nữa, anh thậm chí không ở đây để chứng kiến sự ra đời của con trai anh. Gia đình chúng ta đã bị nguyền rủa rằng chúng ta sẽ không bao giờ có con gái. Khi mà Madhuri đã sinh ra Gauri, tôi đã làm bất cứ điều gì tôi có thể đảm bảo rằng con của tôi sẽ được sống. Tôi đã sử dụng bất cứ phương pháp nào mà tôi có thể nghĩ ra được. Vì vậy anh sẽ không hiểu điều này đâu, bởi vì anh sẽ không biết được cảm giác là một người có con thiêng liêng ra sao. Và đặc biệt là anh sẽ không bao giờ hiểu được một người sẽ tự hào biết bao khi họ có một đứa con.